Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và tiếp tục hôm nay mới về một em siêu phẩm mang thương hiệu đến từ Gian, Gian TCG Composite Advance 1. Thì trong thời gian gần đây em mới quay một chiếc video Gian TCG Composite Advance 0. Thì nay em về một chiếc Gian TCG Composite Advance 1 với phun mùi chuyển động UTG ra, khung càng cọc yên được trang bị với Composite Carbon rất là cao cấp các nhá. Bây giờ xin mời đánh giá của chiếc xe. Vâng, lần này em về một chiếc Gian TCG Composite Advance 1 với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen trắng. Đây là một trong những cái mẫu màu dòng Gian cao cấp nhất tại vì hiện tại về bên cửa hàng bên em. Thì trong cái video gần đây em qua giới thiệu bác một cái mẫu dòng Gian TCG Advance 0. Thì trong video trước đây em giới thiệu qua rồi. Thì trước này model của xe là Advance 1. Đây là một trong những mẫu dòng xe đua chuyên nghiệp bác nhé. Bác nào mà hỏi em về cái dòng xe cao cấp trang bị có hủy phổ thì lại về một chiếc đây. Và rất là đặc biệt trên khung xe so với mẫu Gian Advance trước đây. Thì bộ khung vườn này Gian TCG Advance 1 được thiết kế theo với bộ khung 3D vân lổi của carbon trên khung luôn. Bên ngoài được phủ lớp sơn bóng. Một lần này em về một chiếc xe còn rất là mới không nhá. Xe có sử dụng thôi nhưng mà đánh giá là còn rất là mới. Mẫu là mẫu của thương hiệu Gian. Gian thì không còn gì sai lạ đối với một. Quá chỉ cần lên trên mạng gõ là Gian TCG Advance. Advance 1 nhá. Đây là một cũng nhìn đây này. Advance 1. Giờ em sẽ đi qua cái lớp sơn của xe bác xem. Xe còn rất là mới luôn. Đây là một trong những dòng xe mẫu xe đua road bike cao cấp chuyên nghiệp. Bên ngoài được một phủ lớp sơn bóng chống xước nữa. Xe còn gần như là mới tuyệt đối luôn. Người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe. Advance này, xe Gian Advance có Composite này. Xe đẹp bong lanh luôn các nhé. Rất là hiếm về những mẫu xe dòng Gian TCG Composite mà được đẹp như vậy. Giá bình nước chính hãng của Gian cũng là giá bình nước làm từ carbon luôn. Đây là giá bình nước của chính hãng luôn các nhé. Nguyên bản theo xe. Các bác phải tìm hiểu thêm. Khi các bác bỏ tiền ra số tiền trên 20 triệu thì các bác phải tìm hiểu thêm về mẫu Gian TCG Advance trên mạng hiểu thêm. Mẫu model này trên mạng, trên on web giá rất là cao. Phủ phúc cái đông chính hãng của Gian. Lòng đèn chính hãng của xe đúng không nhé, lòng đèn chính hãng của Gian. Với mặt zin theo xe cũng là carbon. Phủ phúc thì cái đông xe, thái láo chính hãng của Gian, Gian con lất tông màu xanh đen. Nó vào sân chơi thì đây là một cái mẫu được rất là tốt nhất của bác. Mẫu cao cấp nhất lòng Gian, tôi sẽ dò lòng Gian. Thiết kế theo cái bộ khung dập, thiết kế hiện tại cũng khung dập. Cái động học lực khung dập nhé, khung dập. Được lộ vân 3D đổ trên những cái khung xe rất đẹp. Xe cũng còn rất là mới luôn. Năm vàng, năm vàng là chính hãng này. Cũng ra đẹp gan quốc tế luôn. Tay cuốn là tay cuốn zin theo xe là tay cuốn chính hãng của Gian luôn. Chúng ta theo xe. Có xe sử dụng mới bộ tay lắp chính hãng của Shimano UTG ra. Đây là cái chỗ chỉnh dây đề đúng không? Chỉnh dây đề rất tiện lợi đó các bác. Bên phải em sử dụng với bên dây lắp chính hãng của UTG ra. Đằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano UTG ra.
càng xe là càng carbon, composite chính hãng vỏ ran, được lộ những đường vân 3D nổi của carbon đây, thiết kế với tông màu xanh đen rất nổi, rất mới, nhìn nước sơn của xe sáng bóng luôn. Mayer vành được trang bị với Mayer vành DK Swift nhé, R1008, đi từ thương hiệu Thụy Sĩ. Mayer vành cặp chính hãng của DK Swift R1008, bạc đạn, sử dụng lốp siêu nhẹ, cũng là lốp của Victoria Lumino, kích thước lốp 23 700 x 23 c, lốp còn rất là mới, cũng thiết kế theo cái tông màu xanh đen, nguyên zin theo xe. Bên dưới mã vạch chính hãng của xe đây, khung xe thì make in Đài Loan, vẫn chính hãng của gian gắn quốc tế luôn, rất là đẹp. Thiết kế bộ khung dẹp rất là đẹp, nguyên chính hãng của gian, cũng là tông màu xanh đen, lộ đường vân 3D nổi màu đen nhé, vân carbon, tín hiệu cao cấp của Physics, tín Physics cao cấp luôn nhé, tín hiệu cao cấp của Physics, tín hiệu những gì hiệu ý. Bồi đĩa của chính hãng của Shimano UTGRA, bồi đĩa của rất là mới luôn, các bạn nhìn đây, bề mặt mặt nạ của laptop bách, gạt đĩa của UTGRA, đây là lớp băng dính nhé, bỏ đi là hết ngay nhé, còn rất là mới luôn. Bộ này sau là củ đề Shimano UTGRA, được trang bị với 10 tầng lip, lip sức còn rất là mới, lip nguyên bản theo xe, lip Japan. Đằng sau sử dụng mới cũng là Mayer chính hãng của DK Swift Thụy Sĩ R1008, vành cũng là vành chính hãng của DK Swift, vành nhôm của R1008 nữa nhá. Thụy Sĩ design này, Swift make này, Swift design, lốp chính hãng lốp của Victoria, lốp vỏ siêu nhẹ của Robino, cũng tông màu xanh đen. Đằng sau trang bị với cụm phanh mạnh chính hãng của UTGRA, và bây giờ xin được chiều cao đúng của khung xe. Vâng, chiều cao đúng của khung xe là size 50. Chiều ngang khung là size 52, tức là các bác cao từ trên 1m63 đi vừa. Và bây giờ xin hỏi chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với full group chính hãng của UTGRA, lên clip đây, chiếc clip còn rất là mới, vành cặp chính hãng của DK Swift Thụy Sĩ, clip thế phải ăn một đùi đĩa UT, đặt đĩa UT xuống đĩa, lên đĩa. Đó là bọn may thì hãng của DK Swift thôi nhá, vành cặp lốp Victory Bino, lốp siêu nhẹ cũng với tông màu xanh đen, rất là hợp với bộ tông màu khung xe. Vâng, các bạn đã đánh giá tổng thể xong chiếc xe gian cao cấp gian composite TCR Advent 1, xe trang bị với full group chính hãng của Shimano UTGRA, Mayer vành cặp chính hãng của DK Swift Thụy Sĩ, yên chính hãng của Physics, và xe giá tốt bên nhằm là 26.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là có liên hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh, còn hẹn gặp lại ngày mai.